Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Ở trong video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác đây là một bộ sản phẩm Minh Quốc Voi. Và bộ sản phẩm này thì được làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá và hiện tại thì em vẫn đang để mộc thô. Đối với một bộ sản phẩm này thì em đang làm bao gồm là có 6 món các bác nhé. Với chi tiết đoạn dài, một đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn và hai chiếc đôn kẹp. Thì kích thước cũng như là độ dày dặn như thế nào và cũng như là có những cái chi tiết gì nó đặc biệt ở cái bộ sản phẩm Minh Quốc Voi này mà hiện tại là các bác cũng đang lựa chọn và sử dụng khá là nhiều những cái sản phẩm Minh Voi như thế này. Đấy, vẫn được các bác tin tưởng và lựa chọn. Thì đối với chi tiết hàng Minh Quốc ấy và cái dáng để nhà mình nhận biết cái hàng Minh Quốc thì cái dáng nó sẽ là dáng cột như này. Đấy, dáng cột nó giống cái dáng tay người chấp kích. Thì cái phần cột này thì khi mà nhà mình mua hay là khi mà nhà mình lựa chọn thì yêu cầu đề ra đó là không được có tâm. Bởi vì nếu mà có dính tâm một cái nào nó sẽ bị nứt. Nó cho nên là riêng về cái phần cột là sẽ không được phép dính tâm. Đấy là cái điều cấm kỵ. Nên là các bác khi mà mua hàng cũng như là khi mà lựa chọn sản phẩm thì nhà mình nên lưu ý. Bởi vì là tránh cái trường hợp là mua hàng rẻ nhưng mà lại nó lại kém chất lượng. Đấy, phần cột bộ sản phẩm này hiện tại thì em đang làm kích thước là chân 12, cột 12. Chi tiết đoạn dài thì là 2m07 các bác nhé. Dài là 2m07. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m38. Và sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì em làm chiều sâu đó là 70. Cái dòng Minh Quốc này thì có mẫu Minh Nghê này, Minh Voi này, cũng như là Minh Quốc Đào, Minh Quốc Triện. Đấy, có vài cái mẫu Minh Quốc thì đang được các bác lựa chọn nhiều. Khuôn tranh thì em làm rất là dày dặn, khuôn tranh 4 ván 2. Và đặc biệt là khi mà các bác nhìn vào bộ voi này thì các bác đã thấy một cái hình tượng rất là khỏe mạnh. Đấy, voi là biểu tượng cho sự khỏe mạnh. Ngoài ra thì con voi này nó cũng là một cái biểu tượng của sự trung thủy. Và đặc biệt là trong phong thủy nhá, hình ảnh con voi là mang lại sự may mắn, tài lộc. Đấy, hình ảnh voi kết hợp với hình ảnh bông sen. Bông sen đây là cái biểu tượng của Việt Nam, rất là thuần khiết, rất là đẹp, tao nhã. Ngoài ra thì kèm theo hình ảnh voi thì bao giờ cũng có thêm những cái hình con rơi các bác nhé. Các bác có thấy không ạ? Rơi ngũ phúc đó. Ở phần vách lưng này có những hình ảnh con rơi này, rơi và ngậm đồng tiền xu. Cái hình ảnh rơi ngậm đồng tiền xu này là một cái hình ảnh ngũ phúc, tức là 4 tài lộc đến từ 5 cửa đó. Ngoài ra thì có những cái hình ảnh voi rồi là ngậm trĩnh vàng. Đấy, rất là tài lộc, rất là may mắn. Đặc biệt là voi cũng là một cái biểu tượng của sự khỏe khoắn. Khi mà các bác chơi voi rất là khỏe mạnh, cực kỳ là khỏe khoắn. Tay voi thì em làm là tay liền khối. Trương thì là trương với độ dày là dày 10 phân và trương cũng liền khối luôn. Đấy, tay thì cũng là tay liền khối các bác nhé. Các bác lưu ý ở những cái phần liền. Bởi vì là nếu mà làm trương ghép hay là nếu mà làm tay ghép ấy, thì cái giá trị, giá thành của bộ sản phẩm nó rẻ hơn rất là nhiều. Ngoài ra, ngoài cái chi tiết đoạn dài thì em có làm hai chiếc ghế đơn kích thước cũng giống hệt nhau. Đấy, kích thước ghế đơn về chiều ngang thì em đang làm là 97. Chiều ngang là 97 và thêm một chiếc bàn lớn ở đây thì kích thước bàn sẽ là 75, rộng 75 và dài là 1m47. Mặt bàn thì là đục thuận buồm xuôi gió. Đây là một cái tích đục mà các bác lựa chọn cũng khá là nhiều. Những cái hình ảnh thuận buồm này thì nó rất là quen thuộc rồi. Những cánh buồm đi xuôi gió rất là thuận lợi trong công việc cũng như là trong những cái cuộc sống. Mong muốn là khi mà các bác sử dụng hình ảnh này thì đều mang lại những cái thuận lợi trong công việc và trong cuộc sống của mình. Ngoài những cái chi tiết lớn thì bộ sản phẩm cũng không thể nào mà thiếu. Nó là những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cũng không thể thiếu đối với một bộ sản phẩm bàn ghế. Đó chính là hai chiếc đôn. Ở đây thì em có làm đôn kẹp bàn. Bởi vì là đối với cái sản phẩm Minh Quốc ấy, thì mình nên lựa chọn đôn kẹp ghế. Ở đây thì em làm đôn kẹp ghế ạ. Đối với sản phẩm dòng Minh Quốc thì mình nên lựa chọn đôn kẹp ghế các bác nhé. Đôn kẹp ghế này thì cái công dụng là sẽ để giữa hai chiếc ghế. Đấy, và sẽ kèm theo một cái kính các bác nhé. Kèm theo một cái kính ở trên mặt đôn. Và chân thì chân cũng như là yếm em làm rất là dày dặn. Yếm thì bộ này em làm dày đến tận 4 phân rưỡi. Và tất cả yếm thì em có những cái khóe này. Các bác nhìn này. Đấy, có những cái khứa này, cái khứa này. Bàn cũng vậy, bàn khi mà em tặng kính thì em cũng làm kính nó theo cái mép này. Đó, bàn nhá các bác nhá. Đôn kẹp ghế và một đôn ngồi. Đấy, tổng thể là 6 món luôn. Và theo cái đơn đặt hàng này thì bác khách hàng của em có đặt một chiếc kệ rất là nhỏ như này. Đấy, một chiếc kệ tivi khá là nhỏ. Vì thế là theo sở thích của bác. Bác nào mà có quan tâm đến những cái bộ sản phẩm như này thì cứ liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại của em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình đấy ạ. Và đặc biệt là cơ sở em sẽ có tặng kèm theo kính bàn và kính đôn, miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên và hỗ trợ trả góp các bác nhé. Sắp tới thì cơ sở em có chương trình hỗ trợ trả góp với cái thao tác rất là đơn giản là các bác chỉ cần mang chứng minh thư là đã làm được trả góp rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.